Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng tại Hoa Thịnh Đốn, nhân lễ chiến sĩ trận vòng, chương trình do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Sau lưng Bích Phượng là hơn 200.000 đoàn motorcycle tại thành phố Fairfax, tiểu bang Virginia. Họ đang tiến hành vào thành phố Arlington, Pentagon theo thông lệ hàng năm vào ngày lễ chiến sĩ trận vòng. Và hôm nay là Chủ nhật 26 tháng 5, 2019. Ngày Chủ nhật cuối cùng 26 tháng 5, 2019 cũng là đánh dấu ngày Chủ nhật của tuần lễ chiến sĩ trận vòng Memorial Weekend. Năm nay tại Virginia và thủ đô Hoa Thịnh Đốn, có một sự thay đổi lớn là chấm dứt một kỷ nguyên sau 32 năm, cuộc chạy motorcycle Rolling Thunder, tạm dịch là Sấm Động, cùng với 100.000 người khác trong nhiều thành phần hội đoàn khác nhau. Được biết vì hàng năm chi phí lên đến gần 300.000 để tổ chức cuộc chạy Rolling Thunder, và với sự cộng tác rất nhiều cảnh sát của các thành phố Fairfax, quận hạt Fairfax, thành phố Arlington, Washington DC và nhiều cơ quan khác nhau cho vấn đề an ninh. Hơn 20 năm tại thành phố Arlington, nhà thờ Arlington Assembly of God, hai vị tu sĩ của nhà thờ này đã giang tay chào đón hơn 500 người đến từ các tiểu bang để họ có nơi ăn, ở trong 3 ngày lễ. Và chào đón mọi người của hội Rolling Thunder và hội Run for the War. Khi trò chuyện với ông Richard Hamblin, một cựu quân nhân từng tham chiến tại Việt Nam lúc ông 18 tuổi, ông ta đến từ tiểu bang Alaska, tổng cộng là ông lái xe motorcycle một tháng trời trong chuyến đi và về lại Alaska để tham dự mỗi 2 năm trong ngày lễ chiến sĩ trận vòng. Tại trung tâm thương mại Eden vào lúc 8 giờ sáng, có đoàn xe mô tô Việt Riders cũng có khoảng 40 anh chị em đã gặp nhau và sau đó họ gia nhập với phái đoàn xe motorcycle của các hội đoàn Hoa Kỳ tụ tập tại thành phố Fairfax, Virginia. Mình đã thành lập cái group này ở mười mấy năm nay, thì mỗi một năm có thêm nhiều người tới để tham gia. Tham gia cái này thì chỉ là không có một cái lợi nhuận gì hết trơn, chỉ là enjoy riding. Thì hôm nay là ngày Memorial Day, thì tụi em có hẹn với nhau cái group ở ra đây để mà đi tham gia cái Memorial Day với lại người bản xứ. Thì nếu mà ai muốn join cái group của em á, thì cứ vô cái Facebook là Rick Rider. It's free to join. Mình tham gia cái chuyến đi này đó là cũng lần thứ 3. Thì cái chuyến đi rất vui là qua một người em gái rồi giới thiệu rồi biết anh Ken rồi này kia, thành ra là những cái ngày mà Memorial Day đó thì tụi này thường tập trung ở đây. Chuyến đi rất vui là thứ nhất là mình quen được nhiều bạn bè. Thứ nhì nữa là mình thể hiện cái tinh thần là nhớ đến những cái chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc Mỹ, và có những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã hy sinh rất là nhiều. Các hội với đủ loại xe motorcycle tụ tập tại Ngũ Giác Đài Pentagon, năm nay dự đoán gần 1 triệu hay hơn 1 triệu người đã tham dự. Họ đã ghi danh gần một năm qua và thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị theo thứ tự vào bãi đậu xe của Ngũ Giác Đài. Dưới khí trời gần 90 độ F, những xe cứu hỏa phải xịt những vòi nước để cho mọi người được tỉnh táo vì quá oi bức. Theo thông lệ hàng năm, hàng ngàn người tụ tập tại thành phố Fairfax, Virginia trên con đường Fairfax Boulevard. Họ ngồi dọc theo bãi cỏ bên đường để chào đón hơn 100.000 xe motorcycle. Được biết, họ đã tụ tập từ 5 giờ sáng. Tại tiệm bán xe Harley Davidson có một khán đài và sau đó một buổi lễ nghiêm trang để tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Sau 9 giờ 30 sáng, đoàn xe bắt đầu khởi hành từ Fairfax Boulevard, chạy dài trên con đường Arlington Boulevard, đến bãi đậu xe của Ngũ Giác Đài. Sau 12 giờ trưa, mới bắt đầu khởi hành đến nơi lễ chiến sĩ trận vòng Việt Nam tại Công viên Quốc gia. Thật đầy ý nghĩa và cảm động khi thấy hình ảnh những người cựu chiến binh giơ tay chào khi đoàn xe chạy ngang,
có những lá cờ Hoa Kỳ và lá cờ POW, Prisoner of War, những người đã bị mất tích trong chiến tranh. Cuộc chạy xe tập thể được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về tù nhân chiến tranh và những người mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ trong các ngành nghề, các binh chủng. The most memories was that I was in a helicopter that was shot down and nobody was hurt. Nobody was hurt. So that is a good memory for me because a lot of times that didn't come out that way. I saw a lot of wounded and killed vets while I was there and I survived a helicopter. So I am eternally grateful to whoever made us. How old were you? I was 18 years old. I joined the military when I was 17 and I was 18 in Vietnam. I was 19 in Vietnam and I was 20 in Vietnam. I had my birthdays over there. Bích Phượng tường trình từ ngày chiến sĩ Trần Vong 2019, thành phố Fairfax, Virginia.